Tiffany gây choáng với khả năng độc nhất vô nhị. Trong tập No Impros mới nhất, Tiffany đã khiến cư dân mạng choáng ngợp khi phân biệt được 5 vị nước suối khác nhau. Cựu giọng ca nhóm Snurs đã cho biết cô uống rất nhiều nước nên có thể nhận ra dù chỉ nhấp một ngụm nhỏ. Cũng trong chương trình, Tiffany đã hé lộ việc nhóm nhạc nữ quốc dân Snurs đây sẽ sớm trở lại. Nhiều người có thể phân biệt được các loại nước ngọt, nước hoa khác nhau chứ ít ai lại đi phân biệt vị của các loại nước suối. Tuy nhiên, Tiffany của nhóm Snurs đây lại làm được điều đó. Theo cờ Lê Abu, trong chương trình No Impro của đài JBBC mới đây, Tiffany, cựu thành viên nhóm Girl Generation SNSD, vai trò khách mời đã tham gia một thử thách của chương trình. Cụ thể, để kiểm tra khả năng đoán các nhãn hiệu nước khác nhau của Tiffany, chương trình đã đặt 5 cốc nước để cô ấy uống thử. Sau khi nhấp từng ngụm một, nữ idol bình tĩnh bắt đầu ghép từng cốc với một nhãn hiệu nước suối nhất định. Sau khi nếm thử từng ngụm nước, cựu thành viên của SNSD bình tĩnh bắt đầu ghép từng cốc với bảng tên các nhãn hiệu nước. Kết quả, đáp án của cô đưa ra đúng cả 5 thương hiệu. Đáng chú ý, việc mô tả những vị khác nhau của từng loại nước mà Tiffany đưa ra khiến các nghệ sĩ kinh ngạc, bởi phải tinh tế lắm mới có thể nhận ra những điều này. Cụ thể, có loại nước uống vào cảm thấy chân miệng nhưng khi nuốt cảm thấy hơi khó. Có loại nước có mùi thơm nhẹ sau khi nuốt. Điển hình như Tiffany đã mô tả một thương hiệu là dù nhiệt độ có thay đổi như thế nào thì vị của nó vẫn giữ nguyên, hay một loại nước suối khác thì vị nước ngọt nhất, càng ướp lạnh càng cảm thấy ngọt. Tiffany quả là đỉnh của chóp mà. Ngoài ra, có loại nước có hương vị nhẹ nhàng, có loại giữ nguyên một vị từ đầu tới cuối và có loại càng lạnh càng ngọt. Cũng ngay trong No In Brothers, Tiffany y nhẹ nhàng thả thính fan về sự trở lại của SNSD. Cô nàng bày tỏ mong muốn cùng hội chị em thân thiết tái ngộ và ghé thăm chương trình vào ngày 5 tháng 8 năm nay. Đây chính là ngày kỷ niệm 14 năm nhóm ra mắt làng giải trí. Nữ idol giải thích, ngày 1 tháng 8 là sinh nhật của em và ngày 5 tháng 8 là ngày kỷ niệm ra mắt của cả nhóm. Vì vậy em luôn là người tổ chức một bữa tiệc sinh nhật kết hợp với tiệc kỷ niệm. Em nghĩ sẽ thực sự tuyệt vời nếu có thể tổ chức tiệc sinh nhật của mình tại đây. Trên chương trình No In Brothers, Tiffany sau đó cũng đảm bảo với các thành viên của No In Brothers, biệt danh của em là Team Manager, vì vậy em tự tin rằng các thành viên sẽ đồng ý với lời đề nghị của em. Nếu như SNSD đồng ý tham gia chương trình thực tế, có thể nhóm nhạc nữ này sẽ sớm trở lại đường đua. Dù không còn chung sống dưới một mái nhà SM nhưng mỗi lần tái ngộ của SNSD luôn khiến mạng xã hội phải chao đảo. Người hâm mộ rất mong đợi 8 cô gái vàng của K-pop sẽ đứng chung sân khấu trong một ngày gần nhất. Tiffany sinh năm 1989, là ca sĩ người Mỹ gốc Hàn Quốc. Cô được biết đến sau khi ra mắt và là thành viên của nhóm nhạc Hàn Quốc đình đám SNSD Entertainment thành lập và quản lý vào năm 2007. Trong nhóm, cô đảm nhận vai trò giọng ca chính nhờ sở hữu chất giọng khỏe và nội lực. Nữ ca sĩ được yêu mến bởi ngoại hình xinh đẹp, gợi cảm và có đôi mắt biết cười. Năm 2017, Tiffany rời khỏi SM để gia nhập một công ty khác, trở về Mỹ bắt đầu sự nghiệp solo. Cô tổ chức nhiều tour diễn vòng quanh thế giới. Nữ ca sĩ cũng có những sự thay đổi trong hình ảnh và phong cách của mình, hướng từ vẻ dễ thương sang phong cách của một người phụ nữ trưởng thành.